cho anh em, mình là Liêm Râu nha. Cảm ơn anh em đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc Yamaha MT10. Thì nói chung là đẳng đặc biệt đó, Liêm đang chạy đẳng đặc biệt. Thì nó khác với đẳng thường ở chỗ là cúp lô đồng hồ điện tử nè, nó màn hình màu và buộc trước buộc sau của nó là O-Link. Còn về nói chung về cảm nhận về gia tốc thì Liêm thấy không có sự khác biệt lắm. Còn về cảm nhận về khi vào cua, hồi nãy Liêm có chạy quanh một vòng bục binh á, thì cảm giác lực bám đường á, do cái buộc trước lúc mình đà thắng á, thì nó rất là tốt, nó tốt hơn so với bảng bản thường. Thì còn về công nghệ thì nói chung về nói về trọng lượng xe đi, trọng lượng xe thì đây là một chiếc xe có trọng lượng khá nhẹ, do thiết kế được ưu ái giảm chưa, nói chung là nó giảm trọng lượng đến mức tối thiểu. Anh em leo lên xe chạy cái góc lái và cái trọng lượng xe, anh làm cho anh em không có cảm giác đây là một chiếc xe nhỏ, ở đây là một chiếc xe lớn, thế nào cảm giác như là một chiếc xe 150, trừ cái ga ra thôi, nó còn lại là rất là ok. Thì về gia tốc của nó, tuy nó chỉ có 160 mã lực nhưng mà gia tốc của nó khá là ổn. Thì đó là đặc trưng của máy cốp lên nha anh em. Còn máy cốp lên như thế nào á, thì nó là vẫn là bốn máy đứng, nhưng mà nó không có tiếng hú như những dòng máy đứng còn lại, là do sắp xếp cái hệ thống piston của nó gần như lên xuống giống máy rơi, nên nó ra cái tiếng động giống máy rơi lắm anh em, nếu mà nghe thì sẽ thấy đó, rất là đã. Còn về công nghệ của nó thì Liêm chỉ nói lên một số công nghệ đặc trưng thôi nha, chứ còn mod chạy thì cái này phải để trải nghiệm thì mới nói được hết tác dụng của nó. Công nghệ sơ bộ của nó thì nó có cục điện nè, trợ lực điện nè, và Jackson Control. Thì Yamaha nó có Jackson Control từ rất là sớm nha anh em, từ năm 2009 R1 nó đã có rồi. Thì cái công nghệ Jackson Control đó, nó là kiểm soát lực bấm của bánh trước và bánh sau á, thì cái đó nó không có cảm nhận được khi anh em tự chậm đâu, nó chỉ có cảm nhận được khi nào mà anh em đi tour hoặc là anh em gặp tình huống á, nó sẽ xử lý. Còn bây giờ Liêm sẽ nói về phụ kiện và trợ lực điện. Nó có cái lợi của nó, có nghĩa là nó không chỉnh bằng tay, nó tất cả đều cảm biến và xử lý bằng ECU hết. Khi mình gặp tình huống nó sẽ đưa về ECU và đưa thông tin phản hồi để xử lý. Thì đó là điểm mạnh của nó, nhưng mà đó cũng là yếu điểm của nó, có nghĩa là khi mà mình gặp sự cố á thì nó sẽ mất một nhịp đó để nó đưa về ECU xử lý và ECU có phản hồi lại. Thì lúc đó mà nếu mà xui rủi thì đôi khi cũng có chuyện trong cái một vài giây đó thôi, nói chung là nó không tới một giây đâu, nhưng mà nói chung là nó cũng anh em cũng biết mà chạy xe nó phải một giây là hơn ra cho đó thôi. Thì Liêm vẫn thích cái trợ lực cơ hơn, còn thuộc hay Liêm thích điện á, nhưng mà trợ lực thì nó trợ lực cơ hơn. Còn về công nghệ chất sành á, thì nói chung là anh em đi cua đi đều đồ á đó, thì anh em kiểm soát lực bám đường á, thì lúc đó mình mới thấy hết tác dụng của nó, chứ còn chạy về mà nói mà cảm nhận được thì là nó dốc á. Còn về chiều cao yên của nó là nhà sản xuất đưa ra là 825, nhưng Liêm leo lên thì Liêm thấy rất là thoải mái, tại vì do cái yên của nó nhỏ nè, mình không có tốn diện tích, mình bè cái chân ra nên mình ngồi rất là thoải mái. Một người 1m65 như Liêm mà chống chân rất là dễ dàng, thì anh em nào chỉ cần cao 1m65 thôi là đã có thể chơi được MT10 rồi, chống rất là thoải mái. Nhưng mà thoải mái một bên nữa nha, anh em đừng nghe bay vô chém gió mình á, nó Liêm này nó dốc chứ còn hai bên thì chống tới đâu. Thì về còn nói chung là đi phố hồi nãy giờ thì thấy cái cảm giác luồng lách của nó rất là dễ chịu, tuy nhiên một chiếc xe nhỏ thôi, nói chung là anh em sợ dễ rất là dễ, không có cảm giác gọi là máy nó như là một chiếc xe lớn nó gầm máy hay là nó nặng nề, nó hừ thịt gì đó, nó phải chờ có chớm gì đó, không có cảm giác đó. Nó còn cảm giác về cái tay lái di động thì rất là sướng, nó không cho cái cảm giác mà mình đè lên cái di động đó, nó cũng không cho cái cảm giác mỗi vai hay là mỗi ngay chỗ cái chẳng tay mình. Nói chung là về xét về hình thức góc ngồi, góc lái và chiều cao yên, đây là một xe lý tưởng rất là đẹp cho vóc dáng của người Việt Nam mình, rất là ok. Còn về gia tốc thì để một hồi mình kéo thử. Ở đây nói chung là giờ này đang tầm lên về nó kéo là cá mực khô có ăn đó. Ăn chuối ấy. Để lên qua được phút này đi, Liêm sẽ thử cái gia tốc của nó này. Nhưng mà Liêm nhắc cái gia tốc Liêm mới nhớ, thì xe này là không có thích hợp cho anh em nào mà chạy xe nhỏ mà mượn xe này chạy nha, vì cái ga đầu của nó rất là giật.
đặc trưng của Yamaha máy R1 á, tại vì đây là cũng xe máy R1 á, ra đầu của nó rất là giật nên anh em cẩn thận, việc mượn xe là việc không nên, nó có thể làm anh em bất ngờ và ngã xe đó, lúc đó là cũng đổ nợ đó. Còn thậm chí anh em nào từ xe khác mà qua chơi cũng nên đề phòng, tại vì nó ra nó hơi hổ. Còn bây giờ để chúng ta chống lên test tốc cho anh em cái cho nó thoải mái. Nhưng mà lên thấy mấy cái người bán lòng lề đường là thì rất là phải, cứ đem cái nghèo ra mà đỡ thừa không. Rồi quay lại chứ mà đây không mười thì bây giờ chuẩn bị tới nút đường đó, đường chống là để thử xe đó cho anh em. Chưa được mà đi ra là vui, mấy cái này mệt lắm, sống liên tục với lại mình phải đà con đó, mệt lắm. Do cái đòn nó dài á, của một những chiếc xe lớn thì nói chung là trọng lượng nó nặng nè, cái đòn nó dài á, nên mình xử lý tình huống không có mượt mà. Còn MT010 này hoàn toàn khác, khi mà mình chạy mà cảm giác mình sợ sẽ rất là dễ. Xe này là đi việc di chuyển là bao nhiêu luôn. Cũng gần về tới nhà rồi, đi xin chào anh em nha, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ.